Thưa quý vị, trong 3 ngày đầu tháng 6 vừa qua, EVN Hà Nội và EVN miền Bắc đã tiếp nhận hơn 8.400 cuộc điện thoại với nội dung là mất điện do sự cố quá tải và an toàn lưới điện. Các yêu cầu này đã được EVN xử lý ngay sau khi nhận được thông tin. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nguyên nhân do những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân tăng quá lớn, vì thế sản lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến. Riêng ngày 3 tháng 6, sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội lên tới hơn 71 triệu kWh, tăng 129% so với đầu tháng trước, cao kỷ lục trong lịch sử chưa từng xảy ra. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong đợt nắng nóng này và những ngày tiếp theo, EVN đã đưa ra giải pháp. Trên địa bàn Hà Nội, EVN đã yêu cầu các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế không thực hiện cắt điện cao trung hạ thế theo kế hoạch, làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng, gây mất an toàn vận hành cho lưới điện từ ngày 1 tháng 6 đến hết 31 tháng 7 năm 2017, trừ các trường hợp đặc biệt đe dọa mất an toàn đến công tác vận hành trên lưới điện. Tăng cường ứng trực 24/24 giờ để kiểm tra, phát hiện và xử lý các tình huống bất thường của lưới điện.